Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Choose Smart News, bản tin cập nhật thông tin mới nhất về công nghệ. Và ngay sau đây thì hãy cùng mình tìm hiểu thông tin ngày hôm nay nhé. Oppo trình làng concept smartphone có thể gập nhiều lần, kích thước màn hình 7 inch có thể thu gọn bằng chiếc thẻ Visa. Trong tháng 11 thì Oppo đã đăng ký không chỉ một mà nhiều bằng sáng chế liên quan đến smartphone màn hình gập. Ngày hôm nay thì Oppo đã hợp tác với studio thiết kế Nendo của Nhật Bản để trình làng concept smartphone có thể gập nhiều lần, một thiết kế cực kỳ độc đáo. Concept smartphone của Oppo thì không giống với bất kỳ chiếc smartphone màn hình gập nào ở trên thị trường hiện nay. Nó là một chiếc smartphone có kích thước chỉ bằng một chiếc thẻ Visa nhưng có thể mở rộng ra tới màn hình 7 inch. Thiết kế đặc biệt của chiếc smartphone này có 3 bản lề gập, nhờ đó người dùng có thể trượt qua các nếp gấp bằng một ngón tay để có thể hiển thị màn hình khác nhau. Khi trượt màn hình đầu tiên thì bạn sẽ thấy khoảng 40mm màn hình hiển thị, đủ để thấy ngày giờ, thông báo, cuộc gọi đến và trình phát nhạc. Trượt thêm một lần nữa thì bạn sẽ thấy khoảng 80mm màn hình. Kết hợp với camera thì bạn có thể chụp ảnh selfie hoặc là cuộc gọi video call. Lần trượt cuối cùng thì sẽ mở hoàn toàn chiếc smartphone và đem đến cho bạn một màn hình 7 inch để trải nghiệm xem phim, trình duyệt web và chơi game và tất cả các dịch vụ khác. Oppo cho biết là người dùng có thể sử dụng đa nhiệm ở trên màn hình kéo dài của chiếc smartphone này, cũng như có thể chơi game với hai cụm điều khiển tách điện ở hai đầu smartphone. Ngoài ra, smartphone còn đi kèm với bút stylus được tích hợp bên trong thân máy. Và đó là những thông tin của ngày hôm nay. Đừng quên like và subscribe channel của Choose Smart nhé. Chào các bạn. Video này đồng hành cùng hệ thống bán lẻ di động chính hãng Choose Smart. Khi mua các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của Choose Smart, bạn sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Mọi thắc mắc xin liên hệ với fanpage của Choose Smart hoặc liên hệ hotline 0948 122 666.